Ông Phú ơi, ơi. Ông làm cái gì trong đấy đấy? Trời ơi. Gì đấy? Túi gì đấy? Đồ của ông Huấn Hồng ông gửi cho. Rồi Huấn Hồng gửi đồ cho cơ à? Đây. Cái gì đấy? Ôi trời ơi. Quý anh quá là gửi cho để một đống đây. Anh em ơi. Áo à? Đây. Mặc thử xem nào. Bây giờ mình sẽ đặt hộp nhá. Đứng gần ở đây tí xem nào. Đâu để giơ cái áo lên xem nào. Kinh. Huấn Hồng mua tặng à? Đấy, em sao gửi... mà lại tặng bốn cái giống nhau này? Em gửi sang các màu. Các màu à? Ừ, em gửi sang. Hình như áo này em thấy nó hay mặc hay sao ấy? Rồi, xem nào, mình phải bao việc thì biết được. Không biết nó có biết size của anh không? À, sao lại không biết? Anh em trên bến dưới thuyền mà cái size không biết thì rồi làm ăn gì? Sao lại không biết? Quá biết luôn. Đây anh em ơi, trồng chất nghệ vất ấy, sờ vào chất mải là xịn hòa hết đấy anh ạ. Rồi. Những cái mà vẫn tặng người khác. Mát, mẻ, nói chung là gì là chất này mặc sướng. Có co giãn nhỉ? Có giãn. Có co giãn anh em. Đấy. Xem nào, tình thương mới thương người đồng bào anh em Tây Bắc. Thỉnh thoảng nó lên mạng nó lại bán báo mình tí thì thôi kệ nó bán báo thì vẫn gửi quần áo cho mặt là được rồi. Thỉnh thoảng nó lại bán báo à? Thỉnh thoảng lại bán báo tí. Đang thỉnh thoảng lại trêu tí. Đây anh em ơi, xem mà mới tinh nhá, 4 chiếc 4 bầu. Sao đủ. Bọn mạng nó bảo anh không chơi với nó nữa rồi. Anh á, ừ. Anh thì vẫn chơi, bọn nó không chơi với mình. Không có ăn trực là không chơi đâu. Đây anh em ơi. Đóng thùng rồi chứ. Đóng thùng hả? Sự ý đóng thùng hả? Đóng thùng rồi mới điệu ý. Mình chả đóng thùng. Áo này như là em thấy nó hay mặc hay sao ấy. Thằng đấy nó hay mặc cái kiểu như đấy. Đúng rồi, chất vải là mát mẻ anh em. Ổn áp. Nhìn mình ra gì chứ? Dạ. Đâu cầm ba cái áo đi sát vào đây chồng. Nhìn mình ra gì nữa, nói chung là thì hàng này là ngon đấy. Xịn hòa đấy anh em ạ. À. Có bốn màu bộ. Gửi cho bốn cái thì bốn màu khác nhau, đều những cái màu mà nhã nhặn lịch sự, nói chung là sang chảnh. Đấy anh em nhìn Phú mặc thì anh em biết đây. Đằng sau quay. Đằng sau quay sợ. Ờ đẹp đấy. Ai giả chết đấy, gì ra gì đấy. Cảm ơn em một nhá. Nói chung là anh thích thôi thì chẳng phải trêu anh Chí, vẫn gửi đồ cho anh ăn như là đúng mặc là được rồi, vẫn quan tâm đến anh là được rồi, nhưng mà ta cạch thằng Hải Sa Pa, giữ thằng Hải Sa Pa là cạch, nó đi châu Âu chơi quên anh em, về nó cho quà rồi lại chơi, đúng rồi về cho quà rồi chơi. Sang bên châu Âu lại bảo anh ơi bên này ghẹ ngon lắm, cái ghẹ ngon này em mình nó gì. Đấy. Cảm ơn em Huấn nhá. Ok.